Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món rau câu cà phê sữa đơn giản tại nhà. Chỉ với vài gói cà phê sữa và một ít sữa đặc là các bạn đã có ngay món rau câu ngon mát lạnh. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm rau câu cà phê sữa ngon thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm rau câu cà phê sữa cho ngon á mà nhanh gọn đơn giản thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 25g bột rau câu. Các bạn có thể dùng khoảng từ 50 đến 100g sữa đặc, nó tùy vào cái độ béo. Rồi cà phê sữa thì có thể là mình dùng bất kỳ một cái hiệu nào cũng được. Mình có đây là 3 gói, mỗi gói nó khoảng 17g. Rồi ngoài ra thì mình có thêm là đường, muối và ở đây là 2 lít nước nha, 2 lít nước. Đây bây giờ mình sẽ cho vào đây là 25g bột rau câu. Đường thì các bạn có thể là múc cho mình nó cỡ khoảng 4 đến 5 cái muỗng canh đường. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây nó một xíu xíu muối nha các bạn, cỡ một cái đầu đũa muối thôi để cho rau câu mình ăn nó đậm đà. Rồi các bạn khuấy cho tan đường và tan muối đi. Cái nồi bên này thì các bạn cắt cho mình là 3 gói cà phê sữa nha. Bên đây thì mình sẽ cho là 2 muỗng sữa đặc. Hai muỗng này nó tương đương khoảng 80g nha các bạn, 80 đến 90g. Các bạn khuấy đều cái phần nước rau câu lên rồi các bạn cho vào hai nồi, cho đều vào hai nồi nha các bạn. Các bạn khuấy đều hai nồi rau câu nha. Bây giờ thì các bạn sẽ bật lửa lên nha, mình sẽ để lửa vừa cho nó nhanh sôi. Khi mà rau câu mình nó sôi rồi đó thì mình sẽ vặn lửa nhỏ lại, các bạn để khoảng 7 đến 8 phút để cho cây rau câu nó chín nó nở. Sau khi mà các bạn đã nấu sôi được 7-8 phút rồi đó thì bây giờ mình múc và mình đổ vào khuôn. Trong thời gian này thì các bạn nhớ là mình bật cái nồi sữa lên và mình nấu nha các bạn. Chờ cho rau câu mình nó xe mặt lại rồi các bạn đổ vào. Thì một lớp các bạn đổ cho mình nó cỡ khoảng từ 6 đến 7 muỗng là nó đẹp nha. Đây khi mà cái lớp cà phê mình nó vừa xe mặt lại thì mình sẽ đổ cái lớp sữa lên. Sau khi mà đổ xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ để cho nó nguội rồi các bạn cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Với rau câu này thì các bạn có thể bảo quản từ 5 đến 7 ngày nha. Ok thì hy vọng là qua video này Cửa Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn cách đổ rau câu cà phê sữa đơn giản tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món rau câu này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.